Ngày 28 tháng 7, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã triển khai quyết định kỷ luật về mặt chính quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Đô, nguyên Giám đốc Sở Công Thương. Trước đó, ông Đô bị tố cáo kê khai tài sản không trung thực. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Cà Mau xác minh và xác định nội dung tố cáo là đúng. Cụ thể, ông Đô không kê khai tài sản theo quy định gồm 3 thửa đất và công trình điện năng lượng mặt trời trị giá đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng ở xã Khánh An, huyện U Minh. Với những vi phạm trên, chi bộ nơi ông Đô sinh hoạt quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Ngày 28 tháng 7, Công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Gia Biển, 31 tuổi, Phạm Văn Ân, 45 tuổi, Gia Bông, 30 tuổi và Gia Nguyên, 25 tuổi, cùng ngụ xã Tà Năng, Đức Trọng, để điều tra về hành vi vi phạm quy định khai thác bảo vệ rừng và lâm sản. Trước đó, đội cảnh sát kinh tế Công an huyện Đức Trọng kiểm tra tại một xưởng cưa ở thôn Chơ Ré, xã Đa Nguyên, phát hiện nơi đây có số lượng gỗ lớn có dấu hiệu cất giữ lâm sản trái pháp luật khi tất cả số gỗ này không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Qua đo đạc có 24 hộp gỗ xẻ với tổng khối lượng gần 11 mét khối và 30 lóng gỗ tròn có tổng khối lượng hơn 19 mét khối. Chiều ngày 28 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Quang, 28 tuổi, trú tại phường Thuận An, thành phố Huế về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, tối ngày 24 tháng 7, đối tượng Quang đã gây ra vụ tai nạn giao thông xảy ra tại km 7+600, quốc lộ 49A, xã Phú Dương, thành phố Huế, khiến cháu bé 7 tuổi tử vong tại chỗ và 4 người khác bị thương. Cơ quan chức năng xác định Phan Văn Quang dương tính với ma túy tại thời điểm gây tai nạn và không xuất trình được giấy phép lái ô tô. Cơ quan công an cũng xác định ô tô gây tai nạn là của Ngô Đức Thường, trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tối ngày 24 tháng 7, Quang đến nhà nghỉ gặp Thường, sau đó lấy xe của Thường về Thuận An và gây ra vụ tai nạn trên. Ngày 28 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 Tường, 54 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong phần thủ tục, luật sư của chính bị cáo có đơn xin hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bị cáo. Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa và dự kiến mở lại sau. Theo cáo trạng mới điều tra bổ sung, Nguyễn Thị Kim Hạnh được xác định là đối tượng cầm đầu. Bị cáo này đã thuê và điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền ngoại tệ, đô la Mỹ sang Campuchia và nhận 51 kg vàng trị giá gần 72 tỷ đồng chuyển về Việt Nam. Nhóm 24 bị cáo bị truy tố hai tội danh gồm buôn lậu và vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới. Đến nay, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bị khởi tố 6 tội danh, trong đó Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố bà Trùm 10 Tường, tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố 10 Tường về 5 tội danh, gồm tội buôn lậu đường cát năm 2018, tội vận chuyển trái phép 470.000 đô la Mỹ qua biên giới năm 2019, tội buôn lậu 51 kg vàng năm 2020, tội vận chuyển trái phép 200.000 đô la Mỹ qua biên giới năm 2020 và tội rửa tiền năm 2021. Sáng ngày 28 tháng 7, thông tin từ Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết ông Võ Thái Phong, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị bị đột quỵ khi đang tham dự buổi họp chi bộ vào chiều ngày 27 tháng 7. Mặc dù được mọi người nhanh chóng đưa đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng đến tối cùng ngày, ông Phong đã qua đời. Ông Võ Thái Phong sinh năm 1978 tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, trước khi được bầu giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị vào năm 2020. Ông Phong giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh này. Trong quá trình làm việc, ông Phong được đánh giá là cán bộ giỏi, giàu nhiệt huyết và có lối sống gần gũi, thân thiện với mọi người. Sáng ngày 28 tháng 7, Công an thành phố Buôn Ma Thuột cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Đức, 48 tuổi, ngụ phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, chiều ngày 25 tháng 7, Trần Văn Đức uống rượu bia và lái ô tô đen VinFast về nhà vợ cũ tại đường Kim Đồng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại đây,
khi phát hiện xe ô tô Peugeot đỏ đang dừng trước cổng. Có em trai của vợ cũ cùng hai người khác trên xe, nên Đức đã chặn đường tông liên tục vào xe này. Rất may ba người trên xe Peugeot đỏ đã kịp tung cửa chạy nên không bị thương tích. Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã vào cuộc điều tra và xác định do Trần Văn Đức có mâu thuẫn với gia đình vợ cũ. Ông Đức đã ly hôn với vợ cũ và đã phân chia tài sản. Đồng thời Đức cho rằng con trai không quan tâm mình và một số nguyên nhân khác nên đã gây ra vụ việc. Cơ quan chức năng đã giám định thiệt hại của chiếc Peugeot lên tới 472 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết khoảng 14 giờ 40 phút đến 15 giờ 20 phút ngày 28 tháng 7, cơn lốc kèm mưa to gió lớn đã gây thiệt hại nhiều nhà ở của người dân tại thôn Hưng Long, xã Phổ Châu. Trong đó, nhà của ông Trần Đức Hữu, thôn Hưng Long bị tốc toàn bộ mái nhà, đồ đạc trong nhà bị cuốn bay, căn nhà trống hoác. Ngoài ra, cơn lốc gây thiệt hại lớn mùa màng của người dân trên địa bàn thôn Hưng Long. Ngày 28 tháng 7, hàng loạt địa phương ở khu vực Tây Bắc Bộ như Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La có mưa to đến rất to, gây sạt lở ách tắc giao thông ở nhiều cung đường địa điểm. Tại Bảo Thắng, Lào Cai, mưa lớn làm hơn 80 hectare lúa bắp bị ngập, quốc lộ 279 bị ngập 6 giờ đồng hồ. Tại Ngầm Tràng, suối Nậm Liệp, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, Lào Cai, quốc lộ 32 qua tỉnh Yên Bái cũng bị tê liệt hoàn toàn tại đèo Khao Phạ, Mù Căng Chải, khi 500 mét khối đất đá sạt xuống lấp kín mặt đường. Tại tỉnh Sơn La, trận mưa sáng ngày 28 tháng 7 đã cuốn bay 10 mét tỉnh lộ 112 qua bản Sòng Chống, xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên, khiến giao thông tê liệt hoàn toàn. Dự báo ngày 29 tháng 7, các khu vực Tây Bắc Bộ, Việt Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to, lớn nhất là 150mm. Cơ quan khí tượng cập nhật, tình trạng mưa dông ở Bắc Bộ kéo dài đến ngày 2 tháng 8.